Xin chào tất cả các anh chị và anh em trên diễn đàn. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái vấn đề, đó là cái giải tỏa cái sự bất mãn trong cá nhân á. Theo mình nghĩ là cái vấn đề mà người dân Việt Nam chúng ta chắc là phải đau đầu lắm. Bởi vì mình có cảm nhận thôi, mình đi đâu mình cảm nhận dạo này sao nhiều người Việt Nam cứ gặp bất cứ vấn đề gì là cứ đi đổ lỗi. Gặp bất cứ vấn đề gì cũng đổ lỗi hết. Mà đổ lỗi xong mà không ra được vấn đề quay sang chửi chính quyền, kỳ lạ, thành thói quen kỳ lạ. Cái thứ nhất là không biết là họ suy nghĩ như thế nào, nếu mà họ gặp một cái vấn đề về bản thân, một cái biến cố mình không hiểu là họ sẽ suy nghĩ cái gì. Cái việc đầu tiên là phải chất vấn bản thân đi chứ, chất vấn bản thân mình là mình làm cái gì, hay là mình suy nghĩ cái gì mà khiến cho cái việc làm đó nó không ra được, nó không Chào Lan không có một Hoàng. cái kết quả tốt. Chứ sao mình cứ cứ đi đổ lỗi chuyện này chuyện kia được. Và thêm mình nghĩ nữa là một bộ phận người Việt chúng ta, khi mà mình có bất mãn thì theo mình nghĩ thôi nha, mình nên có một cái động thái nào đó để mình xả stress, hoặc là mình chuyên tâm vào cái công việc của mình, để mình gác bớt đi những cái ảnh hưởng trong tinh thần, ở trong cuộc sống. Thì cái tinh thần nó thoải mái thì mình mới 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 hạn chế những cái suy nghĩ bất mãn được. Còn cái tinh thần mà không tốt, mình nói thật luôn nha, tinh thần mà không tốt là một hồi lôi bất mãn nữa. Mà lôi ra bất mãn thì lại không có cái chỗ chỗ gì bá víu, lại bảo là do chính quyền đè nén điều này điều kia. Chứ nếu thực sự mà mình nghĩ là mọi mọi thứ trong cuộc sống này nó đều có cái quy luật, đều có một cái gì đó nó mang tính nguyên nhân hệ quả, thì mình nghĩ chắc không có đến nỗi suy nghĩ như vậy đâu. Nhưng có nhiều người mình thấy nói chuyện kỳ lắm, đi vào nhà mình cứ thấy mình nghèo khổ, cứ than bảo tại sao nước người ta thì được như vậy, nước người ta thì được như thế kia, mình có chịu làm đâu. Mình thấy nhiều người cũng đâu có chịu làm, công việc buổi trưa thì lang thang đê thê, đi uống cà phê suốt Xin chào ngày, bác Trâm. rồi đến khi mà đến Chào thì bác giữa trưa đến chiều tối rồi bắt đầu là vợ gọi điện hỏi thăm tiền nong thì lại bảo là tôi bận nay tôi chán tôi không có đi, trong khi cái cả buổi ngồi uống cà phê thì không không tính thời gian nó bỏ đi mà. Rồi hả, rảnh rỗi mình thấy cũng lạ nữa, cũng có nhiều người rảnh rỗi không có việc gì làm lại bật cái trang mạng lên, lại đi coi coi những cái trang của cái tụi phản động. Không hiểu sao các bạn có thể bỏ thời gian đó, các bạn đi đánh tennis, không có tennis thì các bạn đi đá banh, đi chơi gì đó cho nó thoải mái, nếu thật sự là có thời gian rảnh đi thể thao. Còn không thì bây giờ mình ở ở khu vực nông thôn thì mình đi làm vườn hoặc là nuôi cá, trồng cây nuôi cá gì đó, làm cho cái cuộc sống mình nó xinh tươi. Tự nhiên lại rảnh rỗi lại vác cái điện thoại ra, lại bấm mấy cái kinh của mấy thằng phản động vô coi, không hiểu cái giá trị cuộc sống như thế nào. Đã bản thân mình đã bi kịch rồi, đã cái cuộc sống nó không thoải mái rồi, lại chúc vô nghe mấy thằng phản động nó nói thêm cái cuộc đời nó u ám nữa, không biết làm sao. Mình thấy dạo này thôi nha, mình thấy dạo này là cái cuộc những người xung quanh mình thấy nói thiệt luôn là không phải chi, chứ mình thấy là mình buồn á. Dạo này mình buồn là buồn đúng những bác người xung quanh mình, chứ không phải là mình buồn cái vấn đề khác đâu. Thấy lạ Trâm. không? À, cái đó Dương Vi cho Dương Vi ngắt lời. Cái đó Dương Vi cũng xác nhận rằng là rất nhiều anh chị em cái thời gian rảnh rỗi, ví dụ sử dụng điện thoại thì phải biết cách, nếu mà xem YouTube thì mình cũng phải sàng lọc, Facebook cũng vậy, xem những cái thành phần đó là như thế nào, kẻ nó từng làm gì và ra làm sao, nó lợi dụng vào cái sự bất mãn của một số cá nhân như Bùi Tùng đã từng nói, nó bắt đầu nó xuyên tạc, đả phá, kích động, nói xấu về chế độ, nói về đảng, nhà nước, đặc biệt là chính quyền ở một số địa phương. Mà ngày trước, kể cả bây giờ, vẫn có một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, tham ô tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sao o ép người dân, làm cho người dân ở một số địa phương người ta bất mãn, từ đó từ cái hiện tượng thì nó cái hiện tượng nhỏ trở thành cái sự kiện. Chính vì thế là những người rơi vào những hiện tượng như thế thì nó bảo chung toàn xã hội thì bắt đầu bị bọn nó lôi kéo dần dần, gặp cái diễn đàn là Tân Thái, Benny Trương hay là Quân Trương với là Nguyễn Văn Đài là hỏng rồi, với đám Trần Nhật Phong là hỏng rồi, rất là nguy hiểm ở chỗ đấy. Mời Bùi Tùng. Đúng rồi Dương Quỳnh, thì bởi vậy mới nói có một số người cũng là đảng viên này nọ,
không được ăn cơm đảng, được áo của đảng. Mình nói thiệt chứ cũng có một vài người ở ở nhà mình đây cũng vậy, thật sự luôn nha, đã nghỉ hưu rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi tháng được cầm trong tay 5 6 triệu đồng mà không cần đi làm gì hết. Đó là cái gì? Đó là cái ân huệ của cuộc đời đó. Cái sự sung sướng của cuộc đời đó. Chứ bao nhiêu người kia, bao nhiêu người khác đi lao động chân tay hay là đi làm vệ sinh môi trường, người ta cực khổ kiếm một đồng từng cắt. Còn các vị ở đây từng là gọi là từng là làm trong cơ quan nhà nước, có được tháng lương hưng hưu 5 triệu là ít, có người tới 10 mười mấy triệu là chuyện bình thường. Vậy tại sao không biết ơn những điều đó? Biết ơn những cái giá trị đó, biết ơn những điều đó mà lại nghỉ hưu xong ngồi bất ghế ra ngồi chửi, ngồi nói tùm lum tà la. Không hiểu luôn, Bùi không cùng hiểu với luôn. mọi người biết tại sao người ta lại có cái hiện tượng như vậy không? Bất mãn như vậy không? Mình á hả? Mình thì mình nói chung thì mình không biết, nhưng mà nó theo mình nghĩ thôi nha, theo quan điểm của mình á, thì thường người ta cảm thấy người ta có những cái giá trị gì mà người ta cảm thấy là người ta có nhận được rồi một cách dễ dãi thì người ta không có thèm nhớ đâu Dương Vi ơi. Ví dụ như người ta thấy một cái đồng tiền mà nó đưa vào trong túi mình một cách dễ dàng, cứ tháng cầm sổ lương ra lấy 5 triệu, cầm sổ lương ra lấy 7 triệu, thì họ đâu có cần phải nghĩ là cái chuyện 5 triệu 7 triệu đó khó như thế nào. Nhưng mà không biết rằng trên xã hội này có những người kiếm một ngày 100 ngàn mà kiếm nát cái tay ra còn không ra được, không có Đúng luôn. rồi. Mà kiếm một À. mà mỗi tháng được phát 5 7 triệu như vậy mà vẫn còn tiếp tục đi ra rã nói là đảng như thế này thế kia. Vậy tại sao cái thời gian mà ngồi uống cà phê, thời gian mà ngồi chửi đảng xong đi làm, mình đặt vấn đề vậy đó. Cái thời gian đi chửi đảng xong đi làm thêm đi. Bây giờ nếu mà trung niên 50 tuổi thì có thể đi làm bảo vệ. Cái sức đó đi làm bảo vệ cũng được, tháng thêm 5 triệu nữa là được mười mấy triệu ăn ngon lành rồi. Đâu có Người gì ta đâu. không chịu đâu. Này Cái gì này, bởi vậy? những người đó, những thành phần đó, người ta vì cái tôi rất là cao và lúc nào cũng khẳng định mình hơn tất cả mọi người. Đấy, đáng nhẽ tôi phải ngồi vào cái vị trí cao hơn, nhưng mà do cái chế độ này nên là tôi phải về nghỉ hưu sớm, nên giờ có được 5 7 triệu. Đáng nhẽ tôi lên cao hơn, tôi phải có nhiều cái hơn, và con cháu tôi bây giờ phải được thừa hưởng này nọ, như kiểu kiểu chế độ tư bản là nó y rằng là như vậy. Thí dụ như, như một đời đời cha làm cao đi, làm tổng thống đi, thì đời con mới được hưởng như nước Mỹ chẳng hạn. Trùm nghỉ rồi con ấy vẫn được cái mật vụ, cơ quan mật vụ bảo vệ mỗi năm tốn hàng mười mấy tỷ đô. Các ông ấy là nghĩ cái tư tưởng như vậy đấy, rất là nguy hiểm, tư Cái tưởng tư bất duy, mãn mà cái tôi. đúng rồi, cái tư duy gì không được. Cứ rất nhiều người mà mình thấy nha, có rất nhiều anh chị, có rất nhiều thậm chí những người cùng tuổi với mình á, cứ nói thế này nè, bây giờ muốn kiếm nhiều tiền đúng không, là cứ đi vào nhà nước đi làm đi. Tư duy sai lệch. Anh muốn một cái vị Quá trí sai mà lầm. ngay từ đầu mà trong đầu anh cứ suy nghĩ rằng anh vào trong đó để anh bào tiền. Có một cái số dư luận còn nói là đi đi làm, xin đi làm cảnh sát giao thông để thu lại tiền mà hồi trước mình đã chi ra. Thực sự là cái suy nghĩ đó nó rất rất là bậy bạ luôn. Vậy vậy đến khi mà anh vào trong công việc, mình nói nha, nếu như anh suy nghĩ như vậy, cái anh vào công việc nó không như anh suy nghĩ đi, anh vào công việc anh cảm thấy là cái công việc nó không như anh suy nghĩ là anh bất mãn. Anh đâm ra anh bất mãn, anh bất mãn xong anh chửi chế độ xong rồi người ta đuổi anh đi, rồi người ta đuổi anh đi rồi anh về nhà anh tiếp tục là kích động bạo loạn rồi công an lại gom đầu anh, nó trở thành cái quy luật, một cái chuyện mà nó xảy ra hoài luôn. Cái cơ Giống như chế nó sẽ như Lê vậy Thương hoài. với là với cái tên gì nhỉ, Lê Thương với Lê Chí Thành Chí Thành á, đó, Chí Thành đó. Lê Chí Cái Thành, mình nghĩ Lê thôi, cái kiểu mà trong đầu Thương. cái những gã đó trong đầu cứ nghĩ vậy nè, đi vô đảng nhà nước là để bào tiền, để lấy tiền, để thăm Không có để cơ thăm hội cái này nữa thăm đâu. cái kia đó, mà đâu có phải đâu, đâu có phải là đâu, À, chỗ chỗ nào mà anh cũng làm vậy được. Dương Vi ngày trước ấy lại có cái tư duy khác cái đội này. Đội này nó tư duy ngược, còn Dương Vi ấy lại nghĩ là vào nhà nước hồi ấy là lương thấp mà không đủ sống. Thì Dương Vi bảo ui giời, có 2 3 triệu vào làm cái gì? Trong khi đó làm tự do tháng kiếm 5 7 triệu, cái năm 2010, 11, 12 á là cao á. Chính xác, chính Xong là xác. không vào, không vào sau này công việc kiểu làm mình cứ làm tự do nó bấp Đó, bênh. chính Thời xác, gian chính một thời xác. gian là nhà nước người ta siết chặt về cái khai thác khoáng sản này. À, thế là nghỉ nghỉ coi như là về lại tay trắng, biết thế là ông cứ tích
kiểu thành đại, từ 2 triệu 3 triệu đi làm hợp đồng đi dần dần, về lâu về dài có kinh nghiệm và người ta nhìn nhận cái năng lực của mình là ngược với cái thời gian mình công tác lâu, cái mức lương sẽ được tăng lên mà nó ổn định. Mình không tính đến cái giai đoạn đó, tính chộp giật thôi, nghĩa là không vào, nhất quyết là không vào mà đi Dương sai Vi. cái định hướng của phụ huynh đấy, có của bố của mẹ với các cô dì chú bác đi trước, và gia đình cũng vậy thôi, đảng người ta định hướng cho mình không nghe. Đó. Không nghe là mình đi lệch hướng là sau này nhìn nhận ra cái sai rồi. Lúc đấy tuy rằng muộn nhưng mà nhiều người biết rút kinh nghiệm, nhiều người nhận ra biết rút kinh nghiệm, cái đấy là cái tốt, mà ngược lại nhiều người không biết rút kinh nghiệm mà biết sai, cố tình kiểu theo lao đâm phải phải theo đến cùng ấy, tính lao đâm theo lao ấy. Rồi mời Mình cũng thấy, mình cũng thấy lạ, có một cái số người như thế này nè, tức là họ vào trong đảng nhà nước á, hồi đầu họ cũng phấn chấn gì lắm, tức là họ cũng học tập lý những cái chủ nghĩa Mác Lênin rồi họ phấn chấn, rồi họ suy nghĩ thế giới là màu hồng theo cái kiểu chủ thuyết của chúng ta đó, cái này không sai đâu, mình nghĩ không sai đâu. Cứ vào rồi vào trong trong cơ quan làm, trời, rồi xảy ra có bất cập, xảy ra bất cập thì lại lại bắt đầu có cái tư duy suy nghĩ cái chế độ này chắc nó xấu quá, cái chế độ này nó không thật, nó tầm bậy tầm bạ, bởi vậy tôi vô tôi làm tôi thấy không không giống. Trời đất ơi, cái chủ nghĩa là cái sách người ta viết là như vậy, còn cái chuyện mà thực tế nó có chỗ này chỗ kia, đúng không? Mà mình nói thẳng với Dương Vi luôn, những cái người mà có cái tâm lý mà tôi là số 1 thì đừng có nói làm nhà nước, đi làm tư nhân người ta cũng đuổi thẳng cổ. Nói thẳng luôn, làm tư nhân người ta cũng đuổi thẳng cổ. Vô làm thì bây giờ chủ người ta biểu cái gì, cấp trên người ta nói cái gì thì phải nghe, làm ơn nghe đi, làm theo vậy đi. Chứ đừng có phải là cấp trên nói rồi bắt đầu nói tại sao anh bắt tôi làm cái này, tại sao anh bắt tôi làm theo kiểu kia, tôi không đồng ý. Bây giờ sao sao mình sao những người đó không thử đặt 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 cái vị thế là ví dụ như những người đó là sếp đi, ví dụ như là sếp đi, rồi bây giờ mình có thằng nhân viên mà ở dưới mình bảo nó cái A cái B cái C gì đó, nói không tôi không làm đâu, cái chuyện này ông thuê người khác làm đi, cái chuyện này ông giao cho người khác làm đi, thì mình nghĩ sao, mình nghĩ coi thằng 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 sếp nó sẽ nghĩ như mình như thế nào. Cái chuyện mà thằng sếp đó nó giao cho mình cái việc đó đúng hay sai mình chưa bàn nha, mình nói với Dương Vi mình chưa bàn cái chuyện đúng hay là sai, nhưng mà cái vấn đề quan niệm là khi mà vào trong cơ quan dù là tư nhân hay nhà nước á, thì sếp hay là cấp trưởng của mình nói cái gì thì làm ơn nghe giùm, làm giùm, không có cãi, ở đây không có vấn đề gì phải gọi là cãi hết đó. Còn nếu như mà có thật sự mà có tiêu cực cái gì đó thì gửi đơn, làm đơn gửi lên cho các cấp trên để người ta xét, chứ không có cái chuyện là cãi hay là chống chế hay là cái kiểu mà phản đối theo kiểu là đình công không làm nữa, thì cái đó còn chết nữa, mình thấy có nhiều người còn chết nữa. Ví dụ như thấy thấy thủ trưởng sai sai mình bắt mình làm cái gì mình cảm thấy tiêu cực cái mình không làm, mình đình công mình không làm, không làm thì sau này người ta truy ra thì làm gì còn lương hưu nữa mà người ta tính. Cái chuyện anh phản ứng là anh phải tập cho anh cái cách phản ứng một cách khoa học, nếu mà người ta có nói gì anh thì anh muốn thì anh viết đơn lên phía trên, chứ làm sao anh ngồi anh bỏ ngang công việc, anh bỏ không trực anh không làm, giống như cái kiểu của thằng Trê Chí Thành, cái tức là không trực, tức xong rồi chắc không không trực rồi bỏ trực này nọ kia, thì tất nhiên cái đó anh vi phạm cái điều quá sức rồi, quá lớn rồi, thì cái đó anh phải chịu thôi, chứ bây giờ anh còn đổ thừa cái gì. Người ta sai thì anh phải làm đơn kiến nghị, không còn cái nhiệm vụ mà nhà nước đã giao anh phải làm, buộc lòng anh phải làm. Còn anh viện cớ rằng là tôi thấy tiêu cực quá nên tôi bỏ tôi không làm thì có đó anh sai trầm trọng, anh sai trầm trọng. Rồi sau đó khi mà anh bị gọi là rời khỏi đảng rồi thì anh lại lấy cái chuyện đó ra, anh lại lấy cái chuyện đó ra để anh trở thành cái cớ để anh chống đối, thì anh càng sai sai nốt luôn. Cái quan trọng là bản thân anh phải suy nghĩ lại coi là những cái câu chuyện đó là từ đâu mà ra, dây mơ rễ má là cái gì, chứ làm sao mà như vậy được. Cái đó vừa có cái tư tưởng chống đối Đúng rồi. mà vừa thể hiện cái tôi có kinh nghiệm, tôi tài giỏi, tôi học cao hơn, tôi biết cái đó, người ta phải nhìn vào thực tế hiệu quả công việc. Và trong cái quá trình anh tham mưu cho cấp trên này, từ đầu tiên, bước đầu tiên anh vào, anh thả anh biết mà anh không nói, người ta rất nể, mà anh biết anh lại tham mưu cho Ok. cấp trên lại đi sai hướng, thì chiều thì cấp trên vẫn có người khác người ta tham mưu, người ta về người ta
trước khi quyết định một cái sự việc nào lớn ấy, người ta phải bắt óc suy nghĩ thậm chí là một vài tuần, chứ đừng có nói là một đêm, cả đêm không ngủ. Nhiều vị lãnh đạo Dương Vi đã từng thấy thế, người ta còn hỏi bạn bè người này người kia rất nhiều cái nguồn để tham khảo, và thằng kia nó giỏi đấy nhưng mà nó xui ông vào chỗ chết, là người ta giao cho vài cái việc thì phản ứng ngay như Bùi Tùng nói, một là không làm, hai là làm mà làm theo cái hướng khác gọi làm chống đối ấy, thì tất nhiên là không tín nhiệm. Nói cái thiệt, điều đó có mình ở đây mình nói thiệt với Dương Vi á, mình đi dạy học sinh á, nó bổ bả, nó cư xử rất là có nhiều cái nó xúc phạm mình nó thật sự luôn nha, mình có nhiều cái, nhưng mà mình nghĩ rồi á, bây giờ phải dạy cho đủ tháng, dạy thì xong, dạy cho đủ tháng để người ta nhận học phí rồi sau đó là mình đi, chứ mình không thể nào là ví dụ như học sinh nó cãi mình cái mình nghỉ ngang, mình bỏ dạy mình nghỉ ngang thì cái đó phụ huynh họ trách ngược mình, thì có đó là mình sai hoàn toàn. Nên cái việc ứng xử trong công việc á, mình có cảm nhận thôi là một số bộ phận người chúng ta, đặc biệt là những ai mà đi làm nhà nước, mình thấy hay mắc cái lỗi đó như vậy. Có nghĩa là mình cứ cứ coi mình là đúng không à, mà mình ứng xử mình gặp tiêu cực cái mình cứ ứng xử theo cái kiểu mà ta đây không, bởi vậy cái chuyện nó không ra đâu, rồi lại là sau đó là rời khỏi ngành rồi lại bị tiêm nhiễm dụ khỉ của mấy cái đám ba sọc, mấy cái đám mà hải ngoại đó, nó tiêm nhiễm vào đầu rồi tiếp tục quay lại để mà gọi là cắn lại đảng, cắn lại nhà nước đó. Cái kiểu như vậy đó. Thật sự không chấp nhận đấy, bởi vì tiếp cận với những thành phần bất mãn chống đối nhà nước và cái tư duy là tôi cao quá, thể hiện năng lực cái thứ ấy. À, thì nếu mà tôi ở nước tư bản, chế độ tư bản, như người như tôi ấy, phải ngồi ở vị trí khác và nhiều tiền hơn, ý của bọn nó là vậy đấy. Cái đó các nước tư bản những cái người như thế càng chết sớm. Như là quân Minh nó ở đây này, nó bảo tụi bay này nọ mà chính những cái người đó mới phải cày bục mặt ngày làm 12 đến 14 tiếng, cơm thì ăn trên xe, ngủ trên xe, làm cả tháng về còn không đủ tiền trả tiền bill. Còn mình khỏe, sống khỏe, tháng nữa chỉ cần đủ tiền nộp tiền điện, tiền mạng với những cái sinh hoạt bình, nhà cửa đất đai tôi cũng phải nộp thuế cả năm, may ra những người ấy, người nào nộp ấy giỏi lắm vài trăm nghìn, thế là xong. Như nông dân người ta cơm gạo thì ở đồng rồi, chịu khó đi làm là có ai ăn, mà tăng ra sản xuất bán ra ngoài thì có tiền. Ai có cái đầu lạnh, có tư duy tốt, nắm bắt được tốt thị trường thì làm giàu cũng nhanh vậy thôi. Mời Bùi Tùng cứ yên tâm được vì chính. Rồi dạo này nãy Dương Vi có nói về vấn đề về mấy cái vị giáo sư tiến sĩ mà gọi là giáo sư tiến sĩ mà tuyên truyền gọi là cái kiểu giống như là tuyên truyền chống phá, thì cái này nói chung nó trở thành một cái, mình nghĩ đó là một cái mô típ chung rồi, không phải chỉ Việt Nam đâu, các nước khác cũng vậy đó. Một số những cái bộ phận tinh hoa của đất nước ấy, dễ bị lầm lạc, dễ bị dụ khỉ vào những cái câu chuyện chống đối chính quyền. Cái điều đó là xảy ra rất là nhiều luôn. Nhưng mình thấy ở Miến Điện đó bây giờ là tới giáo viên, công nhân, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ đình công, không có làm việc trong bộ máy nhà nước của chính quyền Miến Điện. Thì cái cách đó là cái cách nó là hiện giờ tụi phản động nó cũng ngấm nghía rồi. Tại sao mà tụi nó lại kích động cái tư tưởng của những cái thành phần mà gọi là có giới tinh hoa này, thì nhìn chung là tụi nó cũng biết là cái giới tinh hoa này đa phần là những người cũng có trình độ nhận thức, nhưng mà cái trình độ là trình độ về kiến thức thôi, chứ không phải là trình độ về chính trị. Đa phần là chỉ là kiến thức đi học, được học vấn cao vậy thôi, chứ không có cái nhận thức về chính trị. Rồi khi mà làm trong cái công việc mà trong chính quyền thì nhìn chung là không phải là họ dở, nhưng mà có nhiều cái thì họ đòi hỏi thế này thế kia nơi chính quyền. Ví dụ như là tôi đi Mỹ về, tôi là du học sinh tôi đi Mỹ về, hay là tôi là thạc sĩ, tiến sĩ tôi đi học về, thì bây giờ mấy anh phải cấp cho tôi một tháng là phải 12.000 đô, 15.000 đô đó, những cái kiểu như vậy đó.
về nước thì bây giờ đòi hỏi là 12-15 ngàn đô. Trời đất ơi, đất nước của người ta biết bao nhiêu ngành, biết bao nhiêu người phải làm trong cái hệ thống đó, mà ông đòi mới về ông đòi 12 ngàn đô. Những có khi là những cái giáo sư đầu ngành tại Việt Nam người ta còn chưa có mức lương đó, bây giờ ông nhảy vô ông đòi 12 ngàn đô, ai mà trả cho ông? Ừ. Rồi khi mà người ta không trả tiền lương theo đúng cái yêu cầu của ông đáng có đó, ông nghĩ rằng tư bản trả ông như vậy thì Việt Nam phải trả ông y như vậy, thì ông bắt đầu ông quay sang là bắt đầu ông bất mãn chính quyền, bắt đầu là ông lu loa lên nó cộng sản tàn ác nữa. Ừ. Nhưng mà ông đâu có hiểu đâu, cái trình độ phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sao bằng Mỹ, mà ông cứ đi đòi lương thưởng của ông là bên Mỹ sao ông kê sang Việt Nam y chang vậy, làm cái gì kỳ cục. Rồi rồi ông về nước là ông đòi ông nhảy lên trên, ông đòi ông làm là chủ nhiệm luôn, chủ nhiệm hay trưởng khoa của các cái trường đại học luôn. Rồi vậy tôi hỏi ông là mấy cái người đang Làm làm trưởng khoa cấp mà cho họ làm chức gì, bây giờ đưa mấy người này gì lên thì mấy người kia ngồi làm chức gì, mà ai cũng cái kiểu suy nghĩ như vậy hết. Nếu mà thật sự là con em mà có dòng máu người Việt Nam khi mà về nước ấy, thì cái việc đầu tiên là chung tay cùng với dân tộc, chung tay cùng với nhà nước để mà xây dựng đất nước, chứ đâu có phải là mới cái việc mới về nước cái bắt đọc bô lên là đòi là 12.000 đô, 15.000 đô. Kỳ vậy. Cái suy nghĩ gì kỳ vậy? Để không biết là cống hiến cho đất nước được bao nhiêu lần, bao nhiêu phút trâu trưa bây giờ mà đòi nhà đất nước là phải chu cấp ngược cho mấy ông. cái điều Lúc đó đó, mình thấy nhà cái nước chuyện như vẫn vậy. có khả năng và thừa khả năng trả trả chi trả cho những người đó, nhưng những người đó có xứng tầm hay không. Thí dụ như đơn cử cái clip Dương Vi nói, người ta nói hàm ý đó, giáo sư Ngô Bảo Châu nhà nước từng trải thảm đỏ mời về và giữ chức viện trưởng đó. Cái này nè Vi ơi, nếu Mà thật sự lại không đi phải nói là, vậy. cũng có thể là nha, đúng rồi, cũng có thể là không phải là mình nói, nhưng mà mình nghĩ là có thể nhà nước cũng có thể chi trả được. Nhưng mà cái bản tính đó Dương Vi, tức là cái bản tính của cái người mà học ở tư bản lâu năm rồi thì cái máu tư bản trong người họ họ đậm đặc, mình không có thể kia được. Tức là bây giờ cho dù có trả lương là họ đòi cái khác, họ sẽ đòi hỏi những cái khác, những cái quyền lợi khác A B C X Y Z vậy đó, nguyên một cái sớ táo quân đó. Họ đòi thế cái này, họ đòi thế kia, thì nhà nước làm sao mà đòi hỏi được. Mà có một cái chuyện quan trọng nữa là ngoài cái chuyện đòi hỏi ra thì họ bắt đầu là họ đòi hỏi về chính trị nữa, những cái kiểu chính trị nữa. À, ví Cái dụ như đó là là mấy cái đáng sợ, cái nguy hiểm nhất là cái chỗ đó. tôi làm chủ trưởng khoa đúng không, bây giờ phải cấp cho tôi, phải cho tôi một cái chức trong chính quyền nữa. Trời đất ơi, vừa làm này rồi lại vô trong cái kia là đủ thứ, đòi hỏi cái này cái kia, nhưng mà vào trong là bắt đầu là cũng 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 gọi là đưa ra kế sách cho nhà nước, ép Không nhà có nước làm camera cái đâu. này cái kia. Nhưng mà nhiều khi là những cái kế sách của họ, mình nói thiệt cái Dương Vi nha, những cái kế sách mà họ đưa cho nhà nước nó không có phù hợp, có nhiều cái không phù hợp. Tức là họ học ở bên kia, họ lấy những cái kiến thức bên tư bản về họ áp cho dụng cho Việt Nam, nhưng mà thật ra cái xã hội văn hóa rồi cái chính trị của Việt Nam nó không giống như ở bên Mỹ được, nó không áp dụng như Đúng vậy rồi, được. không như ở các nước phương Tây. Nhưng mình thấy có Bởi vì một số người, người ta nghĩ là mình là trên hết, là tất cả, không nghĩ cái lợi ích chung, chỉ nghĩ về cái công việc. Tôi làm ra công việc như thế tốt hiệu quả, đấy, nhà nước phải trả tôi bằng này, và tôi yêu cầu người nhà nước phải đáp ứng cho tôi, không thì tôi không làm nhé. Cái đó nhà nước cũng không dùng, mà nhân dân người ta cũng không dùng được. Và hơn nữa, nhà nước cũng không dùng là cái quan trọng nữa này, không vì lợi ích chung. Cái mà chế độ đảng đảng cộng sản đang hướng đến, chế độ xã hội chủ nghĩa đang hướng đến, là vì cái lợi ích chung của toàn quốc gia, của toàn dân tộc. Ông vào đấy làm tốt đấy, giỏi đấy, nhưng ông quay ra ông đả phá chế độ tôi, đả kích chế độ tôi thì tôi không thể dùng được, và dân dân tôi cũng không chấp nhận nhà nước, đảng nhà nước tôi dùng những người như thế. Cái đó là điều mà Dương Vi đã khẳng định luôn. cái câu chuyện dùng người á Dương Vi, mình Vâng, nói vâng một em ít chút xíu nguyên thôi, định để luôn. hình như có anh Minh Việt Trương lên, để anh lên anh chia sẻ thêm. Mình chỉ nói một cái câu Vâng. chuyện về dùng người á, mình nhớ đến cái câu chuyện mà Tào Tháo dùng Dương Tu với lại Tư Mã Ý á. Như thế này nè, tại sao Tào Tháo giết Dương Tu? Dương Tu cái gì cũng biết hết á, tâm ý Tào Tháo từ đâu là Dương Tu biết hết. Nhưng mà Dương Tu có cái tật biết thì cứ nói, mà cái kiểu giống như cha đây, thừa tướng ơi cái này là nên làm thế này nè, thừa tướng ơi cái này nên làm thế kia, thừa tướng rút quân là do thừa tướng sợ cái này sợ cái kia, cuối cùng Tào Tháo lôi ra chém.
đó là cái người tài đó, tài. Nhưng mà cứ cứ ta đây mình là giỏi, mình là hay, cái gì mình cũng biết, thì thằng thằng chủ nó càng nghe nó càng ghét, đâm ra nó càng không thích. Còn cái việc của Tư Mã Ý đó, cái cách dùng người là mình thấy cũng có một cái điểm như thế này, là giống như Vy phải nói á, thực tâm mà nói như thế này nè, một con người á, nếu như thật sự là tài giỏi nhưng mà không cống hiến cho cái chế độ đó, thì cái con người đó theo mình nghĩ cũng vứt đi. À Vy cũng giống như Tư Mã Ý á, Tư Mã Ý cũng rất là giỏi, nhưng mà Tư Mã Ý luồn sâu vào trong cái nội bộ của Tào Tháo, Tào gia, để làm cái gì? Để lật đổ Tào Tháo, để thành lập một cái vương triều khác. Vậy thì Tào Tháo dùng hai con người đó là ổng thất bại rồi, theo mình nghĩ là họ thất bại rồi. Hai người đó không có xứng đáng đâu. Thực ra giỏi thì vẫn giỏi, hai người đó mình nói là vẫn giỏi, nhưng mà mình nói thẳng với Dương Vy luôn là hai con người đó không đủ tư cách, không có đạo đức, không có tư cách. Cho nên rồi là cuối cùng là Tào Tháo cũng 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 mất cái vương triều của ổng. Mà tại vì nói chung là ổng dùng người giỏi thì ổng dựa vào đó, nhưng mà nhân cách của hai cái con người đó không không tới đâu, không 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 đến. Thì đó cũng là một cái câu chuyện mình muốn nói với các bạn. Trong cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, người giỏi tài có tâm có đức nhất thì Dương Vy phải phục Khổng Minh, Gia Cát Lượng, và đảng nhà nước cũng cần những người như vậy, trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, với hiến pháp là một, mà tài giỏi đức phải đi đôi với tài. Còn có tài không có đức như vị giáo sư tiến sĩ nọ kia là không dùng được đâu, dùng là nguy hiểm. Dùng là nguy hiểm, đúng rồi. Thôi mình xin chia sẻ đến đây thôi, để các anh chị lên chia sẻ thêm với Dương Vy. Cảm ơn Bùi Tùng nhé. Cảm ơn Bùi Tùng. Cảm ơn Dương Vy, cảm ơn các anh em.